Xin kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Cơ chế thanh toán rõ ràng, điều kiện để y tế tư nhân tham gia chống dịch. Chợ đầu mối Thủ Đức hoạt động bình thường trở lại. Trồng hàng triệu cây xanh mỗi năm nhờ drone. Chưa tiêm vaccine, Djokovic khó có thể giữ Australia mở rộng. Với số ca mắc trên 2.000 ca mỗi ngày, Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trong hơn một tuần qua. Nhiều quận, huyện của Hà Nội đang huy động tối đa lực lượng để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch. Được hạ cấp độ dịch từ 3 xuống 2, lực lượng chức năng quận Đống Đa vẫn thường xuyên tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân địa phương. Ngoài lực lượng y tế cơ sở công lập, quận còn huy động thêm từ các nguồn cơ sở y tế khác trên địa bàn để đáp ứng với khối lượng công việc hiện tại. Chưa kể việc triển khai quản lý những F0 đủ điều kiện có thể cách ly tại nhà bằng phần mềm. Hàng ngày là có tương tác để giải thích, hướng dẫn cho người bệnh thực hiện những cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe, phát hiện kịp thời những cái dấu hiệu chuyển nặng để cán bộ y tế đến khám và chuyển đi điều trị cho phù hợp. Nguy cơ đến đâu chúng ta đáp ứng đến đó, tránh hiện tượng không đáp ứng tới thì không kiểm soát được dịch bệnh. Thái quá thì ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đợt dịch thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 5 tháng 1 năm 2022, Hà Nội ghi nhận 57.092 ca mắc COVID, trong đó có 170 ca tử vong. Bộ Y tế đã đồng ý đề xuất cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir có chỉ định điều trị COVID-19. Đây là 3 loại thuốc sẽ sản xuất trong nước trong thời gian tới. Thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành sẽ phải đảm bảo các điều kiện sau. Cơ sở sản xuất thuốc phải thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi sản xuất, đồng thời phải tiếp tục theo dõi kiểm tra chất lượng thuốc hàng tháng sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành và báo cáo cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ về chất lượng, tuổi thọ của thuốc. Cơ sở sản xuất phải tiếp tục thực hiện nghiên cứu độ ổn định của thuốc và nộp dữ liệu nghiên cứu hồ sơ cập nhật hạn dùng để thẩm định theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Hồ sơ Kỹ thuật chung ASEAN. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định, chống biểu hiện tiêu cực lợi ích nhóm trong việc cung ứng thuốc. Một trong 3 công ty dược vừa được cấp phép sản xuất thuốc kháng virus có chứa hoạt chất Monopiravir cho biết giá bán một hộp thuốc của họ khi đưa ra thị trường dự kiến là 300.000 đồng. Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp xã hội hóa nguồn lực phòng chống dịch, vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Đây sẽ là cơ sở để các đơn vị y tế tư nhân tham gia đồng hành với các bệnh viện công lập trong cuộc chiến với dịch bệnh. Và đây cũng là chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hạn chế số ca mắc COVID-19 chuyển nặng, tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 95 cơ sở y tế tham gia điều trị COVID-19, trong đó có 11 bệnh viện tư nhân với quy mô hơn 1.000 giường. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc chưa có cơ chế thanh toán rõ ràng khiến các bệnh viện tư gặp trở ngại khi tham gia điều trị các ca F0. Theo tôi thì cái việc mà điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thì cũng xem như là các cái bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm khác. Nếu mà được thì chúng ta phải chỉ sử dụng cái y tế tư cho những người mà có bảo hiểm tư nhân hoặc là bảo hiểm nhà nước ở một mức độ nào đó. Bởi vì chỉ có cái cơ quan bảo hiểm thì mới có cái năng lực kiểm soát được cái việc thực hiện các cái điều trị. Theo các chuyên gia y tế, việc xây dựng cơ sở pháp lý, cơ chế tài chính cho các cơ sở y tế tư nhân trong điều trị COVID-19, cung cấp thuốc điều trị, vaccine là rất quan trọng. Tuy nhiên điều này cần phải được tính toán kỹ lưỡng bởi sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thương mại hóa y tế trong điều trị COVID-19. Trước những tác động của dịch bệnh, giá cả của các mặt hàng tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Để đảm bảo bình ổn giá cho người dân trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, các doanh nghiệp thực phẩm đang tìm nhiều cách giảm giá thành sản xuất nhưng vẫn giữ được chất lượng của sản phẩm. Vào thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn nguyên phụ liệu. Nếu sức mua thị trường tăng lên thì sẽ lập tức tăng tốc sản xuất thay vì sản xuất trước như mọi năm. Nguyên vật liệu đều tăng giá, có những cái mà tăng 6-7%, có những cái là tăng lên 60-mấy%. Tuy nhiên là trong cái mùa dịch bệnh như thế này, chúng tôi nghĩ rằng là công ty chúng tôi phải tính toán, phải cố gắng hết sức giữ nguyên giá.
Chúng tôi phải tăng sản xuất các sản phẩm chủ lực, truyền thống, đồng thời đàm phán với các nhà cung cấp để có mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng. 80% cái nhóm hàng chúng tôi chưa tăng giá để kích cầu và chúng tôi phải chấp nhận chịu đựng thêm hòa vốn hoặc là có những cái sản xuất có phải lỗ một chút để mà cho cái nguồn cung và coi như cái thị trường hoạt động. Để khắc phục khó khăn, các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai bán hàng đa kênh, chú trọng các hình thức bán hàng trực tuyến cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, với kỳ vọng sức mua sẽ tăng trở lại vào dịp gần Tết Nguyên Đán. Nhằm phục vụ nhu cầu mua bán tiêu thụ nông sản tăng cao dịp cuối năm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vừa được chính quyền cho phép hoạt động bình thường trở lại với quy mô 100% ngành hàng. Theo đó, thương nhân, khách hàng vào ra chợ đầu mối Thủ Đức sẽ không bị bắt buộc xét nghiệm COVID-19 như trước, nhưng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19 và tuân thủ 5K. Theo ban quản lý, hiện chợ có khoảng hơn 50% quầy sạp đăng ký hoạt động lại, tương ứng gần 900 tiểu thương. Tuy vậy, nhờ tạo điều kiện để hoạt động mua bán thuận lợi dịp cuối năm, nên số lượng quầy sạp hoạt động đang tăng nhanh. Trong khi đó, chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền đã hoạt động bình thường trở lại, không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với người vào chợ, đã giúp lượng hàng nhập về tăng nhanh, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua bán cuối năm. Cụ thể, theo chợ đầu mối Hóc Môn, hiện mỗi đêm có trên dưới 4.000 con heo, 1.629 tấn rau củ quả và 401 tấn trái cây nhập chợ, tăng mạnh so với mức thấp tháng trước. Ở phần thế giới cập nhật, số ca nhiễm tăng, Australia đẩy mạnh tiêm mũi vaccine bổ sung. Và lễ trao giải Grammy bị hoãn vô thời hạn vì COVID-19. Mở đầu phần thông tin thế giới, kính thưa quý vị, số ca mắc mới COVID-19 tại Australia đã chạm mức cao chưa từng thấy. Australia đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường phòng ngừa COVID-19 với số mũi tiêm kỷ lục là 222.000 mũi mỗi ngày. Thủ tướng Australia Scott Morrison đang đứng trước áp lực phải kiềm chế làn sóng Omicron. Hiện tại, quốc gia này có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến hệ thống xét nghiệm quá tải, còn bộ xét nghiệm thì ngày càng khan hiếm. Giống như nhiều nước khác, Australia đang hy vọng mũi tiêm tăng cường sẽ giúp hạn chế thiệt hại do làn sóng Omicron gây ra. Trong ngày 5 tháng 1, nước này đã tiêm được 222.565 mũi vaccine tăng cường, cao hơn bất kỳ ngày tiêm chủng nào trước đây. Chỉ mới tính đến trưa ngày 6 tháng 1, Australia đã ghi nhận gần 72.400 ca nhiễm mới, vượt mức 64.770 ca của cả ngày trước đó. Một công ty khởi nghiệp về công nghệ sinh học của Australia tuyên bố họ có thể trồng hàng triệu cây xanh trong một năm. Thiết bị được sử dụng là drone, máy bay không người lái, mục tiêu nhằm đảo ngược tình trạng tàn phá rừng hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới. Theo Acid Technology, mỗi chiếc drone có thể trồng hơn 40.000 hạt giống trong một ngày và vận hành tự động. So với các phương pháp truyền thống, thiết bị hoạt động nhanh hơn gấp 25 lần, nhưng chi phí thấp hơn đến 80%. Hạt giống được lựa chọn tùy thuộc vào địa hình và được thiết kế đặc biệt để bảo vệ khỏi các loài chim, côn trùng và gặm nhấm. Sau đó chúng được bắn xuống mặt đất từ không trung. Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là khôi phục đa dạng sinh học. Không chỉ đơn thuần chuyển hóa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chúng tôi còn muốn khôi phục sức khỏe của đất, cộng đồng di sinh vật trong đất và nơi sinh sống của các loài động vật. Những chiếc drone bay tự động theo đường đi lập trình trước. Acid Technology cho biết đã trồng được hơn 50.000 cây ở Nam Phi và Australia và đặt mục tiêu trồng 100 triệu cây xanh trước năm 2024. Theo chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, mỗi năm thế giới mất khoảng 7 triệu hecta rừng bằng với diện tích Bồ Đào Nha. Liên Hiệp Quốc kêu gọi giảm một nửa tình trạng tàn phá rừng trước năm 2025 và chấm dứt hoàn toàn trước năm 2030. Ban tổ chức Grammy đã quyết định hoãn vô thời hạn lễ trao giải này. Và theo kế hoạch, đáng lẽ buổi lễ được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 tại Los Angeles, có khán giả và biểu diễn nhạc sống. Quyết định hoãn là do có quá nhiều nguy cơ đến từ biến thể Omicron. Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Thu âm Mỹ nói rằng họ đưa ra quyết định nói trên sau khi đã xem xét và phân tích cẩn thận cùng với các quan chức thành phố và các chuyên gia y tế và nhạc đồng quê Mỹ, nhạc cổ điển và video ca nhạc. Đứng thứ nhì trong danh sách đề cử là Justin Bieber, Doja Cat và Her với 8 đề cử cho mỗi người. Quyết định hoãn lễ trao giải Grammy được đưa ra gần như cùng lúc với việc liên quan phim Sundance hủy các hoạt động trực tiếp, dự kiến bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 và chuyển sang hình thức online. Tháng
tháng sau là Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Để tôn vinh sự kiện này, lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân năm nay đã thiết kế tòa tháp băng dựa trên hình dáng của ngọn đuốc Olympic. Lễ hội năm nay có tên Xứ sở băng tuyết, trải rộng trên diện tích 400.000 m². Ban tổ chức đã sử dụng hơn 230.000 m³ băng đá và tuyết để tạo nên 65 cảnh quan. Ở trung tâm công viên băng giả này là tháp băng hình ngọn đuốc Olympic cao 42 m. Xung quanh ngọn đuốc là các tác phẩm điêu khắc băng, mô phỏng những công trình xây dựng nổi tiếng trên thế giới. Du khách muốn tham dự lễ hội băng đăng phải đặt chỗ trước. Khi đến nơi, họ cần khai báo thông tin đi lại, thông tin sức khỏe và đo thân nhiệt. Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà các hoạt động bên lề lễ hội như cuộc thi điêu khắc băng, bơi trong hồ băng và đám cưới tại lễ hội bị hủy bỏ. Lễ hội mở cửa đón du khách từ ngày 5 tháng 1 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 2. Trong phần an ninh trật tự, Công an An Giang bắt thêm nghi can liên quan trùm buôn lậu 10 tường. Và dập tắt đám cháy lớn trong bãi phế liệu ở Bình Dương. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang, 52 tuổi, về tội rửa tiền. Đây là bị can liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, bị bắt trước đó. Theo đó, bị can Nguyễn Văn Sang, nguyên là cán bộ công an, đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm 10 tường phạm tội mà có. Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu tang vật liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Như chương trình 60 giây đã đưa tin, hai cháu nhỏ đang ngồi học trực tuyến thì bị kẻ cướp đập cửa phòng trọ, buộc hai bé đưa tài sản. Hôm nay, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra truy vết các đối tượng liên quan. Trước đó, chiều tối 5 tháng 1, chị Võ Thị Tiền, 30 tuổi, mẹ hai cháu bé bị cướp tài sản, đến công an trình báo sự việc. Theo đó, hơn 14 giờ ngày 3 tháng 1, hai con của chị 7 và 5 tuổi ở phòng trọ tự học. Thời điểm này, vợ chồng chị Tiền đang đi làm. Lúc này có một đối tượng đập cửa phòng trọ đã khóa bên ngoài và lớn tiếng đe dọa hai bé. Hoảng sợ khóc lóc, hai cháu nhìn lên camera an ninh cầu cứu mẹ và gọi điện thoại cho mẹ nhưng không được. Đến sáng nay, công an thành phố Biên Hòa được yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên. Lực lượng bước đầu xác định có hai đối tượng liên quan và hiện đang trích xuất các camera trong khu vực để truy bắt. Tới 9 giờ sáng nay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông làm chồng chết, vợ bị thương trên cầu vượt Sóng Thần. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Thảo điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Ngô Thị Hồng Thắm cùng 42 tuổi quê Đồng Tháp chạy trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi An Sơn. Khi lên tới giữa cầu vượt Sóng Thần thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức thì bị tai nạn. Vụ việc khiến chiếc xe máy trượt dài đi hơn 20 m, anh Thảo văng khỏi cầu tử vong tại chỗ, còn chị Thắm bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận thông tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông. Đến 8 giờ sáng nay, lực lượng chữa cháy đã khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra ở một vựa phế liệu tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Lửa được phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một vựa phế liệu rộng khoảng 2.000 m² nằm trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thới Hòa. Xung quanh hiện trường có nhiều nhà dân. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh đang ngủ thì nghe tiếng la hét hô hoán có cháy. Mở cửa ra thì thấy lửa ngùn ngụt phía bên vựa phế liệu. Nhận được tin báo, công an đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng đến hiện trường và dập lửa sau đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô chở hàng nghi là nhập lậu trên quốc lộ 91 đoạn thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1, sau khi nhận tin báo của người dân, có một xe ô tô đi từ hướng khu vực biên giới thành phố Châu Đốc về hướng Long Xuyên có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu. Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh liền bố trí lực lượng tuần tra trên tuyến quốc lộ 91. Khi đến đoạn thuộc phường Vĩnh Mỹ, phát hiện xe ô tô trên do tài xế Trần Ngọc Dũng, 45 tuổi điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 17 kết nồi áp suất và một máy lọc không khí nghi vấn hàng nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện hàng hóa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Ngọc Tuân,
40 tuổi, đang trú tại phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khi khách hàng vay tiền, công ty Vĩnh Hưng Ninh Thuận yêu cầu phải có xe máy chính chủ và phải ký giấy bán xe cho công ty Vĩnh Hưng Ninh Thuận với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay. Sau đó ký hợp đồng thuê lại xe của chính mình với công ty. Tiền phí thuê xe là số tiền lãi khách hàng phải trả với lãi suất 0,4% một ngày, tức là 146% một năm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Ninh Thuận cho biết, công ty này đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ibot86.com để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng. Từ tháng 6 năm 2017 đến nay, công ty đã cho vay gần 2.000 người với số tiền hơn 103,6 tỷ đồng, thu tổng lãi gần 21,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thông tin cập nhật, sau 3 ngày tranh cãi gay gắt, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật về thẻ thông hành vaccine vào rạng sáng nay theo giờ địa phương. Diễn biến này đồng nghĩa thẻ thông hành y tế đang được áp dụng tại Pháp sẽ trở thành thẻ thông hành vaccine với những quy định mới nghiêm ngặt hơn. Dự luật được thông qua với 214 phiếu thuận, 93 phiếu chống và 27 phiếu trắng và chờ Thượng viện phê chuẩn vào tuần tới. Theo dự luật này, người dân Pháp trên 12 tuổi phải chứng minh tình trạng tiêm vaccine của mình mới được vào nhà hàng, các địa điểm văn hóa và các phương tiện giao thông công cộng. Kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 không còn được xem là đủ để tiếp cận những địa điểm trên, trừ khi đi khám chữa bệnh. Hiện có 5 triệu người dân Pháp chưa tiêm mũi vaccine nào, và dự luật này sẽ khiến số người đi tiêm tăng lên. Tổng thống Pháp cho biết tình hình ở các bệnh viện Pháp có thể xấu đi trong những tuần tới do số ca mắc tăng mạnh. Ngày 5 tháng 1, Pháp đã có hơn 355.000 ca mắc mới chỉ trong một ngày. Chiều tối nay 6 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước có 16.472 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành phố. Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 2.716 ca. Trong ngày đã có hơn 28.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 170 ca tử vong. Tỉnh Vĩnh Long bổ sung thêm 9.370 F0. Ngoài ra, thì Bộ Y tế cũng cho biết là sẽ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình của biến chủng Omicron, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đón xem 60 giây sáng mai lúc 6 giờ 30 phút sáng trên HTV7 và HTV9 với nhiều thông tin mới cập nhật. Kính chào tạm biệt quý vị.